Em mời các bác nghe cặp Mission 782 nhé. Cặp này thì nó có một bát sườn đây. Đó, bây giờ em sẽ test cho bác. Đây là một cặp loa Anh Mission 782. Em đang chơi với bộ kéo đẩy P&E 1800. Đến bây giờ mình đã đi chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận đón em về cùng bên ta, đường đời đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn. Anh hiểu dùm em, nào vô dâu xa với tình duyên trái ngang. Em vì chữ hiếu nên đành cầm nín cho đẹp. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chẳng đáng muôn cay, mỗi mảnh bìa thiên thương. Môi tóc là môi và thư tình, anh xin gửi lại em và cặp này là cặp Mission 782. Đấy, nó có màu vàng, chiều cao nó khoảng hơn 80 một chút. Thì cặp này nó là dáng cây, bề ngang nó rất là thon nhé các bác nhé. Bởi vì bản thân cái dòng này thì nó đã làm gọn như này để anh em nào mà thích những cái dòng nhạc vàng mà cái chỗ khe của các bác kê mà nó không kê được cái đường kính, cái bề ngang nó lớn thì các bác tận dụng được cặp này. Cặp này nó đã thiết kế bát sườn là ý đồ nó như vậy. Còn nếu mà để bát trước mặt thì bề ngang kiểu gì nó cũng phải to. Đó, bây giờ người ta làm bát sườn là để thiết kế những cái cặp loa mà bề ngang nó hẹp mà vẫn được đáp ứng được cái dài bát. Thì đương nhiên là bát sườn thì cái chiều sâu của loa nó cũng phải sâu hơn. Đấy, 782, cặp loa của Anh. Nghe nhạc vàng rất hay. Đằng sau này nó có một cái màu đen nó kiểu như vân da nha các bác nhé.
Đây là cái thông số của nó, maximum tận 200W, 6 ohm, mét in 1 lần. Cái căng của cái bát sườn này thì lần trước em có lựa cho các bác chuột bạch một lần đấy. Thì cái này này các bác cho em mượn cái tô vít kìa, 7. Cái này các bác phải lựa rất là khéo bởi vì nó có một cái hèm. Lần trước em có chuột bạch cho anh em rồi. Lựa khéo cho nó đỡ xấu. Mạnh. Tiếp cái này. Đó. Rồi. À thì chết rồi, lần sau đáng nhá, cái này là phải đút vào như thế này. Đây. Để em làm lại nhé. Hàng mà cũng không qua. Đây này, nó có một cái hèm này nhá các bác nhá. Đây là cái bông xốp này. Đấy, nó có một bát bên hông này. Cái này các bác bậy như em vừa rồi nhưng mà các bác phải lựa, vừa bậy vừa đẩy nó về đằng sau. Cái thế này nó như cái chêm đẩy về đằng sau. Ở đây nó có một cái chốt nữa này. Cái căng nó làm chốt rất là chặt. Đó, bát bên hông. Tiếng rất hay, bật to trụng. Đấy. Dân cao su nha các bác nhá. Đấy, các bác có thể kết hợp với cả những cái dòng piano hoặc dòng san sui tương đối là dễ. Vấn đề là anh em nghe nhạc gì thôi. Còn với cầu hình như em đang ghép là anh em chuyên nhạc vàng rất là hay. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác.